Lâu lắm rồi cả nhà không có thấy em tương tác với chị Hiếu BD nha cả nhà nha. Thì hôm nay em sẽ tràn vô. Đó, em cho mọi người xem là chị Hiếu BD là mùng 6 khai trương rồi. Dạ, năm nay. Hello mọi người. Thì đầu tiên xin cho VD Phủ Đô Phương và chị Nhiêm Vẫn Cầu VV gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hiện tại ba tụi em đang có mặt tại chợ An Đông nha cả nhà nha. Thì hôm nay ba tụi em sẽ đột nhập chợ An Đông và sẽ review cho tất cả mọi người những cái sạp mà anh chị cô dì chú bác mình buôn bán nha. Anh chị tiểu thương mình sẽ bán ở đây. Let's go, đi theo em chị Nhiên ơi. Mua gì? Mua vàng. Chị mua vàng. Chị mua vàng thiệt hả? Ủa chị Nhiên nhớ rửa nha chị Nhiên. À chị Ngọc Thanh. Đây chị Ngọc Thanh bán vàng. Rồi chị tính mua gì? Chị tính mua hộp hả? Mua hộp rồi là sao là? Lấy hộp của chị ra. Má ơi, cái này là chị bán vàng chứ không chị bán hộp sòn. Mà chị lấy được, chị tính lấy cái hộp của chị đổi cho cái hộp của chị hả? Chúa bà nội đi. Má này quậy tùm lum tùm la. Trời anh chị ơi. Trời giờ đâu. Không phải đâu. Em biến vòng, em vòng lại. Ủa ai cái gì vậy? Có biến hả? Có biến hả? Kì bà bán giải kìa. Lấy kỹ giải đi cho bà ăn đi. Cái giải hả? Ôi ôi. Không, tụi em đi tham quan rồi chị. Đi tham quan mấy anh chị tiểu thương nè. Dạ, hello chị. Dễ thương. Coi nó bận nó dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Này, đó. Đây là mấy cái sạp áo dài của mấy anh chị tiểu thương bán giải nè, rồi áo dài nè, len nè, quay tình hình sau Tết thì mấy anh chị sao? Bán thì đó đó chị bán đây nè. Có gì ủng hộ chị. Ok chị yêu. Dạ tại tụi em đi một vòng để kiếm chồng cho chị Nhiên nè. Kiếm anh nào bán giải đồ tươi tươi đồ làm mai cho chị. Dạ. Trời ơi, y chang em luôn đúng không? Official đúng không chị? Đúng rồi. Ok đúng không chị Nhiên? Bây giờ năm nay khó khăn chị Nhiên ơi, ơi chị Nhiên ơi, ơi. Chị ơi cái đầu của ai vậy chị? Má ơi. Chị ơi. Ủa rồi sao không đợi, ông ai đỡ lên vậy chị, để nằm. Trời ơi cho con. Rồi cho con đi qua nha, trời ơi. Trời hết hồn luôn á chị ơi. Tôi hết hồn luôn á. Hết hồn luôn á trời ơi. Đi ra ủng hộ đi ơi, nghe nói chợ An Đông có bạn bà BD, bà cũng lanh lẹ đúng không chị? Đúng rồi. Bà bán cái gì vậy? Phá lấu á. Phá lấu rồi mình lại đẳng mình phá làng, phá sớm được không chị? Thì sương sương đi. Sương sương đi chị, lại chị hất nồi, hất mâm đi chị. Không có sao đâu chị, ba chị em mình hội đồng bà luôn. Nghe nói cái miệng bà cũng chơi chín mùi với em luôn á đúng không chị? Bởi vậy Thu Phương là nói là còn dễ thương nha, má kia là chửi không đó. Ủa sao kỳ vậy? Bà vậy là thương mà. Lại bấm quẻ cho bà đi. Chửi. Đó thì bây giờ là ba chị em tung tăng lụa vàng, lụa giải xong rồi. Bây giờ ba chị em đói bụng rồi cả nhà. Bây giờ là tràn qua cái tiệm phá lấu của bà Hiếu BD. Đó thì cả nhà đã biết rồi. Thì em quay em tương tác với bà Hiếu BD cách đây cũng mấy clip rồi đó anh chị. Hột sòn kim. Ui hột sòn kìa. Hột thấm á. À hột sòn ngọc thấm hả? À chị Ngọc Học Sòn, Ngọc Thấm một chút em mua cho chị hai hộp nha. Dạ. Hiếu. Trời ơi đẹp đi. Bao nè. Bao hả chị lấy bao nhỏ bao lớn? Bao mưa. Bao áo mưa hả, đang lấy bao cho, đây bao nè. Bao nào? Đó đây, tăng 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 tăng. Mid Range Hiếu BD Việt Nam. Đó, như thường lệ, lâu lắm rồi cả nhà không có thấy em tương tác với chị Hiếu BD nha cả nhà nha. Thì hôm nay em sẽ tràn vô. Đó, em cho mọi người xem là chị Hiếu BD là mùng 6 khai trương rồi. Dạ, năm nay tuổi ngựa hăng say lắm. Dạ, cho nên chị Hiếu ở nhà ngủ không được. Dạ, ý là em tuổi ngựa nè. Em đâu có nói chị ngựa đâu. Chị là dạng là tuổi trâu, tuổi bò rồi sao chị tuổi ngựa nữa. Chị quá trời dẹp rồi. Dẹp đồ, dẹp đồ. Ai dẹp gì vậy? Dẹp đồ con ai vậy? Lử đồ. Lử đồ của Trần Hương vô. Ơi gì vậy? Không có lử gì nha, hường nha. Nhà có đồ nhiều quá. Đó, nói chứ hôm nay em sẽ dẫn chị Nhiên với lại VV với lại Lama Van. Dạ trước tiên là ủng hộ chị Hiếu BD. Đó, đúng rồi. Cái hộp này nè chị. Rồi chúc Tết chị Hiếu luôn đi chị, chúc chị Hiếu đi. Chơi chơi chơi. Chơi gì? Chơi. Chơi Việt Nam. Chơi Việt Nam. Là gì vậy?
Cho Việt Nam, cho Việt Nam. Bây giờ là không phải hết. Lấy cái này cho. Ôi trời ơi, su không có được. Cho là giỡn á. Cho là giỡn á. Nói chung là năm cũ bước qua, năm mới bước đến nè. Bà Đét Vũ Đô Phương thay mặt chị Nhiên, thay mặt Vivi. Chúc cho chị Hiếu BD nè. À, năm mới phát tài, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Bán ngày nào cũng hết sớm nha chị nha. Dạ, dạ tôi bây giờ tụi em đi về. Dạ, em đi về nha chị Hiếu, cảm ơn chị. Đó. Cái gì? Ủa là không có ủng hộ đó hả? Không giỡn. Ủa ý là hồi nãy là mình để chơi thôi chứ ai mà ủng hộ. Tự nhiên ủng hộ làm gì? Rồi giả bộ giờ mình vòng lên mình nói cho anh Việt Nam, cho anh Việt Nam là giỡn á. Cho anh Việt Nam. Cho anh Việt Nam. Cho anh Việt Nam. Ủa cho anh hả? Cho anh ơi. Ý là cho anh Việt Nam á chị Hiếu. Chị Hiếu là cho anh. Cho anh Việt Nam. Không phải, ý là cho anh Việt Nam cái chen đó chị. Rồi rồi em làm như này bắt đầu chị le lưỡi. Cho anh Việt Nam, cho anh Việt Nam. Sao vậy? Chị le lưỡi cho mới đúng. Không bác, nhưng mà em chó. Đúng rồi. Bà le lưỡi đi, bà le lưỡi đi. Nè cho Việt Nam vậy nè chị Hiếu. Nè Bibi, Bibi, cho anh Việt Nam. Đó nè Hiếu. Nói chứ cả nhà bây giờ cả nhà hãy ngồi chung với em. Ai vậy? Alo. Cái gì vậy? Ai vậy? Ủa em đâu biết đâu. Ngồi đi chị. Uống nước mía hay uống gì? Rồi Lâm uống gì vậy Lâm? Uống nước mía được. Ngồi đi chị Nhiên. Ý là mấy người này uống nè. Em uống nước ngọt. Đâu uống nước ngọt. Nè chị Nhiên ngồi. Thôi em cũng uống. Có rau má. Ờ rau má đi. Rau má đi. Uống rau má cho gà máu. Hello cả nhà. Lâm uống gì vậy? Lâm rau má luôn. Đường, đường hết. Đó bây giờ là em sẽ đang trong thời gian chờ đợi cho chị Hiếu BD bưng cho tụi em 3 phần nha. Của chị Nhiên ăn là phá lấu gì vậy Nhiên? Chị vô phương đi, Nhiên tắt vô phương đi. Chị ăn phá lấu gì vậy? Phá lấu xào hay là phá lấu... Phá lấu đâu có xào đâu. Ủa, có phá lấu xào không Hiếu? Có mà. Ủa phá lấu xào nữa hả? Ừ. Phá lấu nước, bánh ba, bánh mì đi. Hiếu lấy cho tụi Phương một cái phá lấu xào đi. Mì gỏi á, mì gỏi á Hiếu. Mì gỏi xào và phá lấu. Đang ăn nước làm trước kìa. Em ăn nước nha chị. Hai cái nước chế ơi. Đúng rồi, đi đâu nữa vậy? Lấy cái này nè. Hiếu, Hiếu. Nè, lấy cho tôi dây. Lá mía. Phèo. Thăng long. Vô mốt. Thịt luộc, thịt lạc. Đó cái nhà đây. Đây, chị gái của em Hiếu 3D nha cả nhà nha. Em không nói 3D là không ai biết bà 3D đâu cả nhà. Đó, hồi xưa bà quậy lắm cả nhà ơi. Đó, dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai đó cả nhà. Mong là những anh chị em, bạn bè mình có đi ngang chợ An Đông đó. Dạ, mình ủng hộ bà chế của em. Ghé vô xô nọ phải lâu em nghe. Đó, ghé vô xô nọ phải lâu. Lại sao? À, xô đổ đền về sớm hả? Nói nghe nè, bà giống Nguyễn Thị Mẹ với giống Lê Văn Má quá vậy. Bà làm như bà là má thiên hạ, mẹ thiên nhiên. Mà vô bà khi xô người ta té, xô người ta đổ đặng đền. Đó bây đà bây giờ là chuẩn bị chị Hiếu múc phá lấu để mà bán cho khách nha anh chị nha. Mong là những anh chị mình hữu duyên đó, anh chị cô dì chú bác mình có đi ngang qua chợ An Đông đó, mình sẵn tiện mình ghé mình ủng hộ chị Hiếu BD đi cả nhà ơi. Dạ cá sống nhờ nước, chị Hiếu BD sống là nhờ tình yêu thương mọi người. Dạ phần của em ăn sẽ là mì gói với lại phá lấu chiên. Đúng rồi, đầy đủ nha Hiếu. Ê ê ê, lấy múc cái đó, múc cái đó đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Dai, múc dai, múc dai. Đó, lâu lắm mà không có khịa Hiếu đó cả nhà. Ê, rồi, xà đăng thắng thắng, thắng 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 thắng. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Đó. Rất là đảm đang nha. Rất là đảm đang nha cả nhà nha. Đó, tội nghiệp chứ lắm anh chị ơi. Buổi sáng chị bán phá lấu vậy chứ buổi tối chỉ làm nương. Buổi tối là chị sẽ đội tóc giả, chị giả gái, chị đạp xích lô. Đúng rồi, chị đạp mấy cọng xuống sông. Cái gì, cái chén, cái tô cái gì? Cái gì, là cái gì? À cái chén hả? Ở dễ thương không cả nhà? Cái túi múp lắm cả nhà. Ủa, ơi hai chén luôn mà, phải không? Nhìn bụng mỉm dễ thương lắm. Đưa chén nó vô đây, đúng rồi. Đó, đây là không gian của chị Hiếu nha. Đó, đúng bây rồi, giờ là em sẽ quay bên đây.
Đó, bên đây là gia đình em. Đó, chị gái em, chị Nhiên. Đó, thì hôm nay sao hữu duyên sao chị? Hữu duyên là Thu Phương ghé ra em cục hàng tới chợ. Hữu duyên để nãy là cho anh chị Nhiên nha cả nhà nha. Chứ không phải như bán hàng chị đang. Thật sự thì chị Nhiên bán hàng rất là ok. Cả nhà có thể ép Facebook chị Nhiên. Facebook chị Nhiên là Nhiên Mãn Cầu. Đó, ở trên Facebook tuy nhiên có bán túi sách nè, bán giày dép nè, quần áo nam nè. Nói chung là anh chị mình yêu thương đó, mình ủng hộ chị Nhiên nha cả nhà nha. Dạ, chị Nhiên có tư vấn là anh chị là mình sẽ có bán thiếu luôn anh chị. Dạ, mình có thể mua 5 cái áo, 5 cái quần, mình trả trước 2 cái, mình thiếu trước 8 cái cũng được, đúng không? Chị bây giờ chị tâm sự với mọi người là chị có trải lòng, chị nói là chị có bán thiếu luôn. Không, chị đâu có bán thiếu đâu. Ủa sao bán thiếu, em thấy chị cũng dư dả mà. Gói đầu trước có sao đâu. Ủa, chị gói đầu trước đi, người ta mới gọi đầu mình. Thôi tôi không gói đầu đâu. Ai? À, vậy là không bán thiếu. Thôi bây giờ em sẽ đưa máy này cho Lâm nha cả nhà. Tại em mới vô tương tác với Hiếu á cả nhà. Đó, bây giờ em sẽ ngồi đây sẽ ăn nhâm nhi phá lấu cùng các tình yêu. Mời cả nhà nha. Ở Hiếu BD là sẽ có nước mía nè, rau má nè, nước ngọt các loại nè, trà chanh nè, trà tắc nè. Nói chung là đủ loại cho mọi người lựa chọn. Ngon nha, ngọt. Xuất sắc. Mời cả nhà ăn uống chung với em nha cả nhà nha. Mọi người có ghé ăn đông hả? Vô mấy ghe mình vô tết rồi, tính tết rồi. Hai ba vô, đi khắp thế gian này chơi. Anh muốn đi đâu em cũng dìu anh tới đó. Có hai bàn tay, trước giờ em chưa nắm ai. Em cũng như tình đầu, vì giàu em thương em quá. Hai ba vô, em muốn sống bên cạnh anh. Đi hết hôm nay rồi ngày mai em chơi tiếp. Ủa trai đẹp quá vậy? Anh Bảo! Lê Bảo! Phải không? Đẹp trai, ý là cái áo tên đó banh nó ngoài tên Bảo đó, mình kêu thử coi phải ra quen lạ. Dễ thương ha. Hỏi nãy nhỏ nha, nãy giờ Thu Phương có người yêu chưa? Em ha, bây giờ chị hỏi thiệt, chị muốn em trả lời thiệt hay là trả lời giỡn? Trả lời thiệt á. Thì em cũng tâm sự với chị luôn, em nói phải giấu, phải tránh vệ vậy hết. Là 33 năm rồi, em chưa có mảnh tình hình giác dai hết. Vậy còn nguyên luôn á. Đúng rồi, em còn nguyên si nguyên tim luôn. Em cho nên em tính để cái đời con gái của em á cho một người đàn ông mà em thương nhất có thể. Sao khó vậy? Bây giờ chị lấy không em cho chị? Tụi muốn ta lấy cái này làm chi vậy? Có sao đâu, thì chị cui hàng em cũng được vợ. Má ơi, nó về đây tha tao rồi. Ê, chị không có nói vậy. Có sao đâu. Ồ, ý là chị đừng nói về tội nghiệp em. Em cũng thân gái dặm trường 12 bến nước từ xưa giờ chị biết rồi. Em cũng là một người không có đẹp nè, nhưng mà em được các em vui vẻ. Em mang tiếng cười, mang niềm vui đến cho mọi người. Mà thấy người ta thương yêu Thu Phương nhiều lắm mà. Thương yêu. Thương yêu có nghĩa là thương yêu với cương vị là bạn bè, chị không, em. Không, có người cũng thương, ý là tình cảm á. Tình cảm là bạn bè hay là tình yêu luôn? Tình yêu, tình cảm. Đâu có tình ai yêu, đâu. Tình yêu, tình cảm là bạn bè. Em thấy đâu có ai hỏi lời chị, thấy có ai không chị làm mai cho em đi. Cái gu của em là xăm hình nè. Đừng có xăm chân mày nha. Đàn ông mà xăm chân mày như chị em không chịu đâu á. Ok, cảm ơn chị. Đó, đây cả nhà ơi. Đó, bây giờ trở lại là đây là phá lấu xào nha cả nhà. Đó. Đây nè. Ủa chị Nhiên kìa. Rau muống là muốn gì được đó. Mình ăn thử nha. Đó, bây giờ là em sẽ chuẩn bị ăn thử. Hương vị cũ hả? Ủa làm mắm me hay làm cái gì vậy? Đây. Ra ngồi chơi. Làm hoài rồi. Má đuổi cho nó đi. Ai cũng lấy cái này đâu. Mời cả nhà ăn chung với em nha. Thank you so much. Đẩy đứa chén này mà ăn cho, Biểu ơi. Đẩy đứa chén này Nhiên ơi mà ăn cho Nhiên. Đó, mùa Tết vô và em cũng thông báo với mọi người là em nghỉ cái viên chiên rồi nha cả nhà nha. Cho nên em sẽ thường xuyên quay clip YouTube nhiều hơn. Mong là cả nhà thương yêu, cả nhà ủng hộ. Ủa là chị này chị BD luôn đúng không chị? Ủa sao ngồi bên đây? Còn đầy điện. Rồi cũng khó nữa đó trời. Xe đủ quá lắm. Tụi. Có đúng không? Vô chưa? Năm mới sao rồi nhỉ? Bình thường. Có gì thay đổi không? Không má. Phát triển gì lên rồi. Không luôn. Thế vô đây nhà Lâm ơi. Em ra bán sớm rồi. Tức là hồi đó chị có quen ai chưa? Ừ. Tâm sự đi, tâm sự với Hiếu đi. Mẹ mít nè.
Thằng sao vậy? Hai anh em tương tác đi, không dính đi. Có gì quá trời. Tự nhiên đầu năm rồi lại có tình yêu chứ. Trời ơi. Quý học ăn dính bánh mì không kìa. Trời, ăn bánh mì vậy dính. Ghê quá à. Ăn bánh mì dính bánh tè. Qua tết lại nhìn đi. Kìa cái đó như vậy gì? Gì trẻ? Bộ nói không nghe hả? Phải đem này vậy? Ồ lắm. Vậy là đó giờ tính ra mười mấy chục năm trời chưa có quen ai chưa? Không. Hỏi nữa đi nha. Chị quen quá trời. Nói chứ tới giờ trẻ sao rồi? Ok không? Buôn bán sao rồi? Bán cũng được. Bình thường giống như ngày thường vậy đó. Hỏi đi. Hỏi nha. Hỏi. Đây tăng 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 tăng. Đây, phá lấu chiên, phá lấu xào, phá lấu nước. Đó, tụi em đã official cái gì vậy má? Tự nhiên kết thúc clip mới đưa mấy chén mắm me cho cô này. Đó, bây giờ đầu bếp Hiếu BD. Đó, người đẹp Vivi, người đẹp Hồn Nhiên. Và bà đế chủ đô phương xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Mong là những anh chị, cô dì, chú bác mình gần xa đó. Dạ, mình rảnh mình ghé phá lấu Hiếu BD. Mình ủng hộ Hiếu BD nha cả nhà nha. Dạ, chiếu là xong quen anh chị ơi. Chụp hình hết hồn rồi. Này chị Nhi nói chuyện với mọi người chị. Đâu có phải lâu đâu ngồi chụp hình với Vương mà. Nè, Nhi qua xin gửi lời chào tất cả mọi người. Trời, chúc mọi người nhiều sức khỏe và hạnh phúc bình an. Trời cho nè, cho má là xin tiền má ơi, má là cái gì cho đâu. Cho sao? Cho đi nè. Cái gì sao bên rồi ta? Nè cho Việt cho, Nam. Cho anh Việt Nam, cho anh Việt Nam. Má phải không á? Mất rõ cái gì vậy? Cảm ơn cô chú, các anh chị đã xem kênh YouTube của Thu Phương Cái Viên Chiên. Thì đó, ngày hôm nay những tập series thì em đã quay cho mọi người cùng xem. Chúc mọi người coi kênh thật là vui vẻ và hạnh phúc cho mọi người nha. Đó, mong là những anh chị em, cô dì chú bác mình ở gần xa đó. Dạ, mình coi clip vui vẻ, mình hãy thương yêu, mình ủng hộ. Nhớ like và subscribe, đăng ký kênh của Thu Phương Cá Viên Chiên. Để giúp cho tụi em sẽ rủ và sẽ cho anh chị Nhiên nhiều clip hơn nữa nha mọi người nha. Thì trong quá trình quay clip có gì sơ sót mọi người nhớ bỏ qua và yêu thương tụi em nha cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Yêu thương Lâm nha, nhớ mua cái gì? Vòng tay của Lâm. Chầm. Chầm của Lâm, chầm hương của Lâm. Với lại nụ chầm. Nụ hương. Đủ chầm hương chầm nào nụ nụ chầm hương à, chầm hương đi chầm hương tấm lòng nụ chầm hương hương chầm nụ nụ hương chầm trời ơi, cái gì chầm hương phải chầm hương rồi chầm giờ hương. Tấm tắt chầm hương chầm hương đó mọi người anh chị mình có mua chầm hương đó cả nhà hãy ép Facebook Lâm Van là Lâm Văn nha cả nhà phải không Trần Văn Trần Lâm. Lâm đó cả nhà hãy kết bạn Facebook Trần Văn Lâm và liên lạc với Lâm nha cả nhà nha. Và bây giờ thì ba chị em mình chào tạm biệt mọi người, chúc cả nhà có một buổi tối an lành và hạnh phúc và ố la la cho anh đưa cái tay lên cho anh kêu cho anh làm gì nè cho anh sao mà tự nhiên kêu cách như vậy bye cả nhà.